Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một cuộc sống quanh ta. Thanh Tâm gửi đến quý vị một câu chuyện tại bệnh viện do tác giả Tuấn Anh Nguyễn ghi chép lại. Đang tranh trang Facebook Châu Thị Nguyễn vào ngày 17 tháng 3. Mời quý vị cùng chia sẻ. Người dân Đêm hè trời sắp sáng mà vẫn còn oi bước quá. Chị ngã lưng trên chiếc ghế đá sân viện định cố chập mắt lấy một chút mà không được. Cả ngày chị đã mệt mỏi trong phòng hồi sức chăm sóc ông cụ gần đất xa rời đến kiệt lực Tranh thủ nửa đêm gần sáng, ông cụ nằm yên, chỉ chạy ra sân viện kiếm cái ghế nằm tạm cho đỡ mỏi lưng. Nhà chị xa lắm, tận miền phé biển. Trong chị đã mất khi theo đám bạn chài đi khơi xa đánh cá gặp bão. Chị quanh quẩn ven bờ đóng thuyền cập bến mua vài ký cá con, đem ra chợ bán lẻ lần hồi nuôi mấy đứa con. Rồi thì chả còn mấy ai dám mua cái mớ cá không còn dãy bởi nạn cá chết trắng bụng miền Trung. Vậy là cả nhà đói, Ngày mấy chị bạn đã đi trước mắt bảo chị gửi con rồi theo ra Hà Nội kiếm tiền bằng nghề chăm sóc bệnh nhân ở các bệnh viện. Ngày này kiếm cũng khá nhưng ở cốt ở cái tâm và tính chịu khó, không ngại bẩn, ngại khổ, nhất là chịu cực nhọc bởi thiếu ngủ khi trực người bệnh 24 trên 24 giờ triền miên. Những ngày đầu chị tưởng mình không theo nổi, nhưng ngày đến đàn con đang nhau nhóc đòi cơm ở nhà, chị lại cố học cho bằng được cách thức của nghề. Lúc mới làm được chị em cùng quê san sẻ bớt cho mối bệnh nhân, tiền kiếm được vẫn phải chia lại cho bác sĩ mất mối nên còn lại chút ít. Ngày này cực lắm, nâng giấc cho bệnh nhân, bón cháo múc cơm là chuyện quá nhẹ, phải thay đồ lau rửa đổ bô và canh chừng từ chai truyền đến màn hình thông số nhịp tim, huyết áp. Bệnh nhân đa số là người già bệnh nặng khó tính. Nhưng ông cụ mà chị đang chăm sóc đây đã gần 90 tuổi rồi, năm viện dễ đã đến hơn một tháng. Hồi đầu chị thấy các con cụ nghe nào cũng thay nhau vào thăm bố ít nhất, cũng ngồi lại bên giường được nửa tiếng mới về. Giờ thì thưa thớt lắm, vài ngày mới thấy một anh hoặc chị ghé vội vào thăm, để lại vài cân cam hộp sữa, dặn chị nhớ cho cụ uống, hỏi dăm ba câu rồi lại quay quả ra về, dặn chị là tôi đi nghỉ mát dăm bữa, có vấn đề gì thì điện cho tôi. Ông cụ nằm im, mắt nhắm, nhưng chỉ biết cụ có vẻ không hài lòng khi mấy đứa con chào xin phép ra về thì cụ xua xua tay như đuổi. Chị gắng hết sức để chăm cho ông cụ từng miếng nước đến thị cháu. Người già như trẻ con nên cứ phải dỗ dành. Mấy hôm nay ông cụ có vẻ mệt nặng, chả ăn uống gì được nữa. Bác sĩ đã phải truyền liên tục. Chắc các con cụ đều làm to nên có nhiều người vào thăm mà cụ cũng ít nhận biết được nữa. Ai cũng ai vào cũng biếu cụ tiền, dưới cái phòng bì vào dưới gối rồi về chị thấy thương ông cụ như chính cha mình dù sao chị cũng đã gắn bó với ông cụ cả tháng trời đang thiêu thiêu chị bóng tròn dậy bởi chuông điện thoại lập cập mở ra thế số của bác sĩ trực đêm chị đang ở đâu lên khoa ngay ông cụ sắp mất rồi chị bổ lên phòng hồi sức vừa chạy vừa bóng vội số điện thoại cho ông con trưởng các cụ bác ơi các bác vào ngay ông cụ gây rồi lên tới nơi chị thấy máy y tá và bác sĩ trực đâu quay quanh vườn ông cụ À đây rồi ông cụ cứ đòi gặp chị chị cầm tay ông nước mắt giàn giụa Ông ơi con đây Ông gắn lên Các bác sắp vào với ông đấy Cố lên ông nhé Ông cụ thiều thào Tay với với xuống dưới gối như cố tìm cái gì Chị hiểu ý nên nói Ông tìm tiền hả Đây của ông đây Ông đừng lo Con gói kỹ cho ông đây Và còn nguyên ông ạ à. Ông cụ cầm túi bóng đựng phong bì rồi ấn vào tay chị, miệng mấp máy điều gì đó. Chị gái tay sắc miệng ông cụ. Ông dạng gì con? Ông muốn dạng gì thì ông nói đi. Ông cụ thiều thào đứt quảng ông chỉ có thế này ông cho con tức ông cũng chỉ có mình con là con của ông thôi đêm đó ông cụ lìa trần khi các con của ông cụ có mặt đầy đủ chị trang trọng trao lại cho bác cả bọc tiền và nói cụ có dặn em là số tiền này cụ muốn đem làm từ thiện cho nhà dưỡng lão nơi chăm sóc những người già có gia đình mà không nơi nương tựa hai hôm sau ở nhà tăng lễ của bệnh viện người ta thấy dòng người vào viếng ông cụ có một người phụ nữ dáng vẻ lâm lũ chít khăn trắng đứng lẫn trong số khách người dưng